Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Chê vợ béo đòi ly hôn. Một năm sau, tôi chưa giảm cân mà chồng cũ lại đưa ra đề nghị khó tin. Chúng tôi nhanh chóng quyết định ly hôn. Anh ta còn thở phào nhẹ nhõm vì đang sợ tôi muốn níu kéo. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây ta sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Chồng cũ của tôi là một người coi trọng ngoại hình. Thời còn con gái, tôi chẳng phải hàng xinh đẹp mỹ miều, nhưng cũng gọn gàng thon thả, gương mặt lại dễ mến. Thế mà nhiều lúc anh ta vẫn chê tôi kém sắc. Tuy trong lòng tủi thân mà tôi chỉ đành tặc lưỡi cho qua. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm là khi tôi mang bầu sinh con, tăng cân vùn vụt, cả người phát tướng xuống sắc thảm tệ. Tôi thật sự cảm phục những người phụ nữ mang bầu mà vẫn xinh đẹp, thon thả. Không hiểu sao tôi cứ lên cơn vù vù, không kiểm soát được. Dù đã chú ý ăn uống và sinh hoạt điều độ, có lẽ do cơ địa tôi đã như thế rồi. Vốn chẳng ưng ý gì về nhan sắc của vợ, chồng tôi càng được thể chê bai, so sánh tôi với những người phụ nữ khác. Rồi anh ta ngoại tình khi con tôi chưa tròn 1 tuổi. Cô người tình eo thon sành điệu và cũng khá xinh đẹp. Anh ta trơ trẽn đến mức đưa ảnh của cô ta cho tôi xem. Suốt quãng thời gian trước, tôi cũng đã đủ đau khổ và chán chường, nên khi biết chồng ngoại tình mà tôi chẳng quá buồn. Chúng tôi nhanh chóng quyết định ly hôn. Anh ta còn thở phào nhẹ nhõm vì đang sợ tôi muốn níu kéo. Ngày rời khỏi tòa án, chồng cũ gọi tôi lại và nói như thế này: "Tôi ly hôn là lỗi tại cô. Cô là phụ nữ mà không biết chăm chút cho bản thân để mình xấu xí lượm thượm như thế. Cô đã nghe cái câu phụ nữ xấu thì không có quà chưa? Cuộc đời ngắn lắm, sống được bao nhiêu mà phải ngày ngày nhìn một cô vợ cá xấu, úi xui." Đúng là nực cười, lúc ấy tôi tự hỏi không biết khi trước vì lý do gì mà tôi lại đồng ý kết hôn với anh ta. Chắc là vì khi ấy, bản chất thật sự của anh ta chưa bộc lộ rõ. 1 năm trôi qua, tôi nuôi con một mình, không hề có sự chu cấp của chồng cũ. Công việc bận rộn, chẳng có thời gian ngó ngàng đến bản thân, lại còn phải ăn uống đầy đủ để có sức làm việc và có sữa cho con bú. 1 năm trôi qua mà tôi vẫn chưa gầy đi một chút nào. Điều kiện cũng không có nên tôi cố gắng sửa soạn bản thân gọn gàng sạch sẽ. Sau này còn cứng cáp, có kinh tế thêm một chút thì tôi mới nghĩ đến chuyện trau chuốt ngoại hình. Cũng may công việc của tôi cũng khá thuận lợi, đồng nghiệp tốt bụng, sếp giúp đỡ nhiều, có bà ngoại lên chăm cháu hộ và cuộc sống của mẹ con tôi dần dần ổn định. Ngờ đâu được, cách đây 3 hôm, chồng cũ đột ngột đến tìm tôi. Anh ta mời tôi đi ăn ở một nhà hàng đắt đỏ, trò chuyện lanh hoanh một hồi, hóa ra chồng cũ muốn xin quay lại. Tôi há hốc lên, cô bạn gái xinh đẹp, thon thả của anh đâu rồi? Anh chia tay cô ta lâu rồi, không thể chịu đựng nổi được nữa. Thời gian qua, anh luôn cô đơn nhưng không dám đến tìm em, sợ em vẫn còn giận. Lúc này nhớ quá nên mới mạo muội đến gặp em. Hóa ra cô nàng đỏng đảnh ấy luôn đòi anh phải đi mua sắm, chu cấp đủ thứ, hàng tháng đòi cả chục triệu để làm đẹp. Với mức lương hơn 20 triệu của anh ta cùng đủ thứ chi tiêu thì con số ấy quả là khổng lồ. Cô ta còn nói nếu kết hôn phải ở riêng, không ở chung với mẹ chồng. Mẹ chồng cũ đã cao tuổi, ốm đau quanh năm, lúc nào cũng cần người chăm sóc ngày đêm. Lúc này, anh ta nhận ra vẻ xinh đẹp của cô bạn gái, cuối cùng cũng chẳng giải quyết được một vấn đề thực tế nào. Ngoài ra, muốn đẹp thì cũng tốn nhiều tiền lắm, chứ phụ nữ chẳng ai hết khí trời mà tự nhiên đẹp được. Không chu cấp nổi cho cô ta, hai bên cãi vã, tranh chấp rồi cuối cùng là chia tay. Tôi nói, nhưng anh nhìn này, tôi đã giảm được cân nào đâu, vẫn béo và xấu như trước. Khi trước, anh đòi ly hôn vì lý do này mà. Anh xin lỗi em vì tất cả. Anh hứa sẽ không bao giờ phản bội em nữa.
không cần em phải giảm cân. Anh thề sẽ không bao giờ chê bai em gì nữa. Anh không hiểu một điều à, đó là bây giờ tôi chê anh, chứ không phải sợ anh chê mình. Cuộc đối thoại giữa tôi và chồng cũ kết thúc một cách đầy nhạt nhẽo như vậy. Tôi cũng chẳng còn cảm xúc gì khi gặp mặt anh ta. Có lẽ đây là bài học cảnh tỉnh cho những người đàn ông giống như chồng cũ của tôi. Đừng suy nghĩ, cư xử quá nông cạn để rồi phải hối hận. Dòng tâm sự thứ hai, lúc tôi thành đạt thì chồng cũ lại muốn níu kéo hàn gắn. Lúc tôi khó khăn nhất thì không thấy chồng động viên an ủi một câu. Cách đây 7 năm, tôi có một gia đình hạnh phúc. Mọi người luôn khen tôi tốt số, lấy được một người chồng biết tu chỉ làm ăn, vợ chỉ việc ở nhà chăm sóc con cái. Nhưng cuộc đời, ai biết được chữ ngờ. Chỉ vì sự thiếu hiểu biết của bản thân mà tôi đã đẩy gia đình đến chỗ tan vỡ. Ngày đó, tôi chơi thân với một người bạn. Lúc cô bạn gặp khó khăn, tôi đã cho vay tiền mà không lấy một đồng lời nào. Khi đến hạn trả, tôi đòi nợ bạn, nhưng cô bạn ấy lại bỏ đi biệt thích. Đến lúc chồng hỏi đến số tiền tiết kiệm, tôi đã khai hết sự thật. Khi biết số tiền 200 triệu không còn nữa, chồng tôi đã mắng mỏ tôi liền một tháng trời. Sau đó, chồng tôi không bao giờ giao tiền cho vợ giữ nữa, muốn chi tiêu gì phải được anh ấy duyệt qua. Qua biến cố gia đình, tôi nhận thấy chồng yêu tiền hơn yêu vợ. Sống với một người như thế, tôi sẽ chịu nhục cả đời. Chỉ còn cách làm ra được nhiều tiền hơn chồng mới lấy lại được danh dự. Bố mẹ đẻ lại ra tay giúp đỡ tôi lần nữa. Họ cầm sổ đỏ để có tiền cho tôi đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Tôi nhớ ngày báo tin đi làm xa, chồng tôi cười khẩy và nói: "Tôi chỉ có thể đi dựa giảm đàn ông, chứ làm gì ra tiền được." Lời nói của chồng như tiếp thêm động lực cho tôi. Sau này, mỗi khi gặp khó khăn, tôi nhớ đến câu nói đó của chồng cũ để quyết tâm hơn. Chúng tôi ly hôn vì chồng không chịu được cảnh vợ phải đi làm ăn xa. Thế nên, tôi đã đồng ý ký vào đơn để anh tiện đường lấy vợ mới. Những năm ở xứ người, tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ và chi tiêu thật tiết kiệm. Hết thời hạn xuất khẩu lao động, tôi về nước và có một số vốn khá lớn. Tôi đã mua được mảnh đất xây nhà và mở một cửa hàng tạp hóa. Trong suốt thời gian tôi đi nước ngoài, chồng cũ không hề gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm một lần nào. Hai năm nay tôi về nước, anh cũng chẳng quan tâm. Qua gia đình và bạn bè, tôi biết anh từng qua lại với hai người nhưng vẫn chưa kết hôn với ai. Ngày hôm qua, lúc tôi đang bán hàng, bỗng nhiên chồng cũ đến và xin nói lại tình nghĩa vợ chồng. Lúc tôi đau khổ nhất thì anh đứng ngoài cuộc. Bây giờ cuộc sống tôi tốt đẹp hơn, anh lại muốn hàn gắn lại tình cảm. Theo mọi người, tôi nên nói sao với chồng cũ đây? Như vậy là Tasa vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!